Hôm nay là 27 tháng 6 thì mình giao cái bộ cột vuông. Thì đây là cái lưỡi vuông của khách và tặng thêm cái lưỡi mai vàng 20 với cái ống 27 ha. Đó là tặng thêm và một cái tụ này nữa, thì thường là có một cái tụ à, mà bên mình tặng thêm cái tụ cho bạn nữa. Đó là hai cái tụ. Đó, còn cái cột vuông này là mã số là 03, mình có test rồi, đi thôi với cái cần. Cái cần này mã số cũng 03 luôn nha. Đó, cột vuông nè. Đó thì hôm nay là 27 tháng 6 rồi, đóng hàng đi. Thì giao cho bạn. Nó còn ngoài ra những cái đơn hàng cây cảnh thì bên mình cũng có tặng thêm như là những cái đây là thuốc da ga rễ nè, gót 2 ha. Bỏ vô cho khách luôn. Cây giống à. Thì cây giống cây gì đó thì để mình nhét vô. Đây là mai chú hỷ nè, năm cây mai chú hỷ này, cây giống giống linh sam đó nhỉ. Năm nãy có tặng khách nhánh linh sam hồng không? Rồi nhét vô để mình tìm cái cách mình nhét vô để đóng cái hàng rồi đó. Thì gửi cho khách đây là gót 2, thì cái này mình không có bán ha. Này thì có số chỗ mua cũng có nữa bà con mình. Này gót 2 nè. Gót 2 có nghĩa là ga rễ á, còn Atonit cũng là kích thích sinh trưởng thôi. Sử dụng ha, cái này là 8 lít nước 8 cc ha. Này là của Mỹ nha. Thì dùng cho những cây mini được ha. Những cây mini này kia anh chị em mình nếu mà không có điều kiện hay là tạm thời mình xài đỡ, cái gót 2 này này là rất là hay ha. Rồi còn bộ hình vuông này thì mình cũng có test thử rồi, thì hôm nay mình giao cho khách luôn. Đây còn cái lỗi lục giác bát giác này mã số 02 này thì anh kia ảnh đặt hàng nhưng mà anh để lại, thì bà con có mua thì mình gửi sau ha. Đang đóng hàng.